huấn luyện viên Trucci còn điều gì mới mẻ cho đội tuyển Việt Nam? Ở mỗi đợt tập trung đội tuyển Việt Nam, dù là đấu giao hữu hay dự giải chính thức, huấn luyện viên Trucci đều triệu tập những gương mặt mới. Cuộc thử nghiệm bền bỉ. Một trong những đặc trưng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philip Trucci, đó là bản danh sách triệu tập luôn cởi mở. Rất nhiều cầu thủ đã có lần đầu khoác áo tuyển khi chiến lược gia người Pháp nắm quyền. Phần lớn trong số này là những gương mặt được đôn lên từ đội U23 hoặc cá nhân nổi trội được chọn lọc từ V-League. Trước khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Trucci đã có 4 năm nghiên cứu bóng đá Việt Nam và khẳng định cần khoảng 100 cầu thủ để chuẩn bị cho giấc mộng World Cup. Áp lực dồn lên vai ông Trucci, tuy nhiên, có trong tay bản danh sách là một chuyện. Nhà cầm quân 68 tuổi muốn trực tiếp huấn luyện học trò để kiểm tra năng lực, thử nghiệm trong trận đấu cụ thể, đồng thời đánh giá khả năng tiếp thu, tiến bộ của học trò trong khoảng thời gian dài, thay vì gói gọn trong một hay hai đợt tập trung. Đó là lý do có những tân binh lên tuyển một số lần rồi không tiếp tục được gọi. Nhưng cũng có một số cái tên như Đình Triệu, Tiến Anh, Thành Long, Xuân Mạnh được thử nghiệm nhiều lần rồi có vé dự ASEAN Cup. Cho đến sát giải đấu chính thức gần nhất, ông Trucci vẫn gây bất ngờ với những cái tên dù không mới, nhưng đã lâu không lên tuyển như Ngọc Bảo, Hai Long, Thanh Thịnh. Còn với cầu thủ trẻ, luôn có từ 5 đến 6 suất ăn tập cùng đàn anh được huấn luyện viên người Pháp dành riêng. Tại ASEAN Cup 2023, Văn Trường, Văn Khang, Văn Tùng, Thái Sơn, Tuấn Tài, Minh Trọng là những cầu thủ trẻ được sử dụng đan xen với lứa trụ cột. Chưa kể trước đó còn có Thanh Nhàn, Vĩ Hào, Văn Đô hay Văn Toản. Nguồn cầu thủ mới tạo ra sức cạnh tranh cho đội tuyển Việt Nam. Đồng thời với những cầu thủ còn rất trẻ hoặc giàu khát khao chứng tỏ khi chưa được lên tuyển nhiều trước đây, ông Trucci dễ uốn nắn, chỉnh sửa tư duy hơn. Màn thể hiện của Đình Bắc là minh chứng cho mắt nhìn người của huấn luyện viên Trucci, nhưng mặt trái của một danh sách mở là sự thiếu ổn định về bộ khung. Việc xáo trộn con người cho một giải đấu rải rác trong 8 tháng như vòng loại 2 World Cup 2026 là có thể hiểu. Song ở ASEAN Cup, vốn là giải đấu ngắn ngày, việc dấn sâu vào những điều chỉnh, thử nghiệm của ông Trucci khiến đội tuyển Việt Nam gục ngã ở thời điểm quan trọng nhất. Huấn luyện viên Philip Trucci nói gì với đội tuyển Việt Nam sau trận thua Iraq? Người cũ hay người mới? Trước thêm trận gặp Indonesia, huấn luyện viên Trucci sẽ có khoảng một tháng để quan sát, đánh giá phong độ học trò tại sân chơi V-League. Sự trở lại của một số gương mặt như Tiến Linh, Hoàng Đức, Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Văn Lâm, Đức Chiến sẽ được ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam theo sát. Ông Trucci cùng trợ lý cần đánh giá tiến trình hồi phục, hòa nhập, cảm giác bóng cũng như phong độ của học trò trước khi ra quyết định có triệu tập hay không. Đội trainer Đỗ Hùng Dũng, hãy nhớ vì sao tuyển vị tờ Nam thua Indonesia với các tân binh. Câu hỏi đặt ra là khi đã bước vào trận đấu buộc phải thắng, thậm chí định đoạt tương lai đội tuyển ở vòng loại World Cup, huấn luyện viên Trucci có tiếp tục thử nghiệm con người hay sẽ điều chỉnh? Nếu dựa vào lịch sử các đợt tập trung trước đây, gần như chắc chắn huấn luyện viên người Pháp sẽ tiếp tục gọi gương mặt mới, rồi đang xen thêm cầu thủ U23 nhằm thúc đẩy lứa trẻ khi vòng chung kết U23 châu Á đã đến gần. Đội tuyển Việt Nam cần hài hòa hơn dù vậy, khi áp lực thành tích đã đè nặng, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cần đi một trong hai con đường, tiếp tục phiêu lưu với tư duy mới, hoặc nương tựa nền tảng cũ nhằm giải quyết vấn đề trước mắt. Giấc mơ World Cup dù rất xa, nhưng chặng đường sắp tới lại được định đoạt bởi đối thủ rất gần mang tên Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo đang thay máu mạnh mẽ với 13 cầu thủ nhập tịch cùng dàn sao trẻ trưởng thành từ đội U22. Huấn luyện viên Shin Tae-yong muốn lột xác đội bóng bằng sự mới mẻ toàn diện. Để đối chọi với sức mạnh của Indonesia, huấn luyện viên Trucci muốn lựa chọn sự mới mẻ và sức trẻ tương xứng, hay sẽ tận dụng nền tảng kinh nghiệm và cái tưởng như cũ kỹ nhưng lại rất hiệu quả trước đây? Đó là lựa chọn ông Trucci phải quyết đoán đưa ra.